Núi nước còn được gọi là Thủy Đài Sơn, là một ngọn núi chỉ cao 54 mét, cũng là một ngọn núi nhỏ nhất trong Thác Sơn. Mặc dù ở vùng núi này có nhiều núi cao hơn, nhưng núi nước được người xưa đặt tên và liệt vào Thác Sơn bảy núi. Do có thể những quan niệm thần bí siêu nhiên trong nhân gian lưu truyền, vào mùa nước nổi chung quanh núi là một nước biển mênh mông, vì lẽ đó núi có tên là núi nước. Qua những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn của Đức Bổn Sư Ngô Lợi, đức vị giáo chủ của đạo Tứ Ăn Hiếu Nghĩa, chọn ngọn núi này để tu hành và gây dựng lên chùa Linh Bủ. Qua tuyên truyền, trên đỉnh núi có môn đồ của vị Cao Biển từ Trung Quốc sang Việt đã chôn sâu một trụ đá khắc chữ Hán để chấn yểm ngay long mạch quan trọng của đất Việt ta, để mất đi nhân tài. Và nhưng sau này đã được giáo chủ Đức Bổn Sư Ngô Lợi phát hiện và cho đào lên và phá thực chấn yểm âm mưu của Cao Biển. Đây là buổi đầu tiên của người dân người ta phát hiện nè. Thì nãy mình đã đi qua đây rồi, thì mình nghe nói là người ta phát ra tiếng âm thanh rất là kỳ lạ, để cho mình ở bên đó mình coi chính thật là có là không hả. Cầu bước qua nha, Linh Bổ Tượng nha mọi người. Chúng ta chạy qua sẽ bước qua cái cầu Linh Bổ Tượng. Lại có đoạn đường lên núi nước mà thì cái đầu không may nước lên thôi rồi. Đây mà có một cái lên núi nước này thì nó thấp nhũng quá, thì ở trong đây có cái ông hang gì mọi người, để mình vô đây mình coi cái má. Đây là thờ Lý Sơn. Đây cứ đi. Cái nước này thấp nhũng này. Hả? Kỳ lạ, cái là biết sao không? Nãy chị sách đi mấy đây các bạn, thì cái núi nước này ngày xưa ông Đức Bổn Sư Ngô Lợi ông đến đây, thì ông ngay chỗ phần cây đa này nha mọi người, đây có cây đa rất là lớn, thì cái thời đó là cái thời của Trung Quốc, là đệ tử của Cao Biển đã đến đây chấn nghiệm cái đất nước Việt Nam mình. Thì ông Đức Bổn Sư Ngô Lợi ông đã đến đây, ông phát hiện nơi chấn nghiệm của chấm chấn nghiệm của đệ tử của ông Cao Biển, cho nên ông gỡ lên cái phần nơi đây
này là dưới bọng của cái gốc cây đa mọi người. Này dưới bọng của cây đa là cũng có thở đó. Đây là nơi thí nghiệm đó. Đây là chân. Ở đây còn gọi là sân tiên. Ở sân tiên này nè. Đây gọi là sân tiên. Khu vực sân tiên này mọi người. Đứng quay cho mọi người. Thì ở đây thì người ta kêu gọi bằng là núi nước là do vào cái hàng cái thời mùa mưa thì xung quanh đây đều là nước, chỉ ngay cái đồi là không có nước cho nên là người ta kêu bằng núi nước. Đó, thì xung quanh ở đây mình đánh vòng cho mọi người xem nha. Đó là cái pháo đài. Pháo đài đã để cho người dân ta phòng ngự và tấn công. Rồi xung quanh ở đây nè, có một cái sân tiên, có cái mộ tiên nha mọi người. Khu đây là khu vực của có cái mộ tiên. Vậy mình cho mọi người xem cái mộ tiên ở dưới nước này nha. Là một lúc mà ông bước qua đây á, bước qua ngọn núi này thì ông thấy, ông biết được cái nơi trấn yểm của đệ tử môn đệ của môn đồ của ông Cao Biển á. Thì xung quanh ở đây nè, mình đi xuống đó ngay cho pháo đài cho mình xem luôn nè. Đây người ta được thờ cúng. Thì khu ngay chỗ ở Ba Chúc này thì có rất là nhiều người đã nằm xuống đây. Để mình ngay xuống cho mọi người. Thì để coi mình coi cái pháo đài này có cái gì mọi người. Cái pháo đài này đặc biệt có cái một cái đường hầm thẳng lối nè, thẳng lối đi nè, thể giết cái gốc cây đa, cây đa nãy luôn á. Pháo đài này là của người dân đó, để phòng ngự và tấn công. Thì cái ngọn núi nước này mình đi xuống đây cho mọi người xem nữa. Thì xung quanh ở đây, hôm nay người ta đã cúng rồi, đã cúng mấy người thức ăn cho mấy người mà chiến sĩ.
thờ nè, cúng kiến nhiều. Mẹ cái pháo đài ta để chốt á, lúc đó người ta trốn, người ta trốn à, đây là cái pháo đài. Thì ở đây nó có phát hiện một cái hình giống như là một ông quy mà đưa ngẩng cái đầu lên hay là gì đó mọi người, thì mình dòm thấy là giống như một ông quy vậy đó. Đó là cái đầu của ông quy, có nhiều người ta nói là cái chân của ông quy sẽ nằm ở bên phía đó. Một hai chúng ta kiếm đường qua bên đó. Đây, kiếm qua bên đó. Ngày xưa thì cũng có nhiều người kể là ngày thực chấn yểm của bên Trung Quốc là môn đồ của ông Cao Biển, là ngày xưa là yểm một ông giao long, một con giao long ở dưới này. Nên ông Bổn Sư Ngô Lợi mà khi đến đây thì ổng biết được, cho nên ổng trấn yểm lại con giao long bằng cây, cái này là cây bằng cây da nha mọi người, cho nên con giao long không có ngóc đầu lên được. Thì có nhiều người tuyên truyền người ta kể lại vậy thôi. Vỏ lúa thời chỗ cho bán hồi xưa đó. Di chuyển qua hai chỗ ông ngồi cho người xem nha. Nghe đây mà đi tiếp mọi người, xung quanh đây, chùa rất là đẹp. Đây đá núi rất là đẹp luôn, có nhiều người ta dòm những cái tảng đá này, cái hình này luôn nọ mọi người. Mọi người giống như là cái đầu mình chèo nước lên hay gì đó. Rất là giống nha, mấy cái tảng đá nó hình thù nó tạo rất là xung quanh đây nè. Đây sẽ gặp một cái ngon nhíu. Thì xung quanh núi nước này đặc biệt á, đặc biệt là có ngay chỗ khu đây nữa, có hình giống như một mỏ chú chim két mọi người, giống như hình như mỏ một cái chú chim két đó, giống như một cái mỏ chú chim két. Đây có quần áo người ta bỏ hình lum đó, xung quanh cái đây quần áo. Cái này thì coi khám phá, đây có cái tảng đá giống như hình hài gì mình không biết rõ chứ. Đây xung quanh mọi người xem khu nơi đây. Đó tảng đá dòm. Đây là nơi thì ở đây người ta nói là ngay đây là cái chân rùa nha mọi người. Cái chân rùa thì nãy trên phía bên kia là cái đầu của ông rùa đó, đầu ông rùa bằng bên đó. Thì ở phía đây là cái chân của ông rùa nè. Ra quay cho coi hoành dầm cho mọi người xem. Thứ nhất ở đây là chân thứ hai nè mọi người.
như thế này có không? Ở đây có một cái chân mà đá mất tệ nó cái hình như là ông rùa mà ông quải ấy vậy đó, quải như là tên lửa hay vậy, hình tượng nha, hình thù như thế này. Yeah. đúng rồi bắt gà ông Thành nha. Đâu anh này nè, anh này nói là anh thấy một cây ta của bên ông Đức Bổn Sư Ngô Lợi nè, phát hay khác tiếng âm thanh kỳ lạ nè mọi người. Về anh dẫn dắt mình đi. Thì nãy mình đã đi qua đây rồi, thì mình nghe anh nói là cây ta phát ra tiếng âm thanh rất là kỳ lạ, để biết coi mình ở bên đó mình coi chứng thực là có là không thôi. Nhà chắc có gió lộng hay gì không ai? Không có, nó có gió lộng. Nghe nghe gỗ này nghe lớn, đứng hồi là nghe nhỏ nhỏ là nghe lớn lớn luôn. Nghe sao là cũng xù xì em kêu chị đứng nước nghe thôi. Xì xì có ai? Tiếng ngộ lắm. Nghe đây luôn ha. Nãy nó là ngay khu đây á, là nó phát ra một cái tiếng rất xù xì xì như là cái người ta nói chuyện nha mọi người, mà không biết cái tiếng rất là ngộ. Khu này là nó ly kỳ nha. Ở đây hình như là làm những cái dấu tích người ta đốt nhang nè, đốt ở đây luôn rồi mọi người, mọi người đốt ở đây luôn nha, cái dấu đốt đi ngang ta cầm rồi lùm lum hết ra, cầm từ cây cầm xuống luôn, thì ngay cái cầu thang bước lên là chúng ta sẽ thấy đốt nhang rồi. Thì ở dưới cái cây đa này á thì có cái đường hầm, cái đường hầm mở dưới chân của cây đa này. Thì cái cây đa này người ta kể là cây đa này lúc đó là đã đổ ngang sập rồi, rồi mà sau một thời gian tự động cái mầm non nó lớn lên thì nó to lớn như vậy, những thân cây nó to lớn như vậy đó.
Thôi đi. Gì đó chắc gì gì đó có thể nghe nghe không? Là cái lá đà nó khác, lá đà nó tròn phải không? Đây là cây da. Đây thì mình quay cận cảnh trên cái cây da cho mọi người xem nè.